Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại buổi soi cầu miền Bắc trên kênh Chí Thanh Vlog. Mình sẽ thống kê lại đài miền Bắc trên kênh của mình như sau. Ngày 14 tháng 3 thì Lộc đã về đối với kênh Chí Thanh Vlog của mình. Mình dự đoán con số là 73 và thật may mắn khi trúng được một lô. Và con số 48 đã trúng được một lô. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, xem và ủng hộ cho kênh Chí Thanh Vlog của mình. Ngày hôm nay ngày 15 tháng 3 thì mình tiếp tục dự đoán những con số cho các bạn tham khảo như sau. Con bạch thủ thì mình dự đoán con số 51. Trong khi đó con song thủ thì mình dự đoán con số 17 và 71. Ba con số thì mình dự đoán con số cho các bạn là con số 5, 6, 3. Chúc các bạn may mắn. Các bạn hãy lưu ý những con số mình gạch dưới nha. Những con số đó là thường ra nhất trong tuần. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho kênh Chí Thanh Vlog của mình.